đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững năm 2024. Trước hết, là điểm lại một số thông tin nổi bật trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi. Trong tuần, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở. Trong quý 1 năm 2024, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ thành phố Châu Đốc luôn được cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, cùng với sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2024 và triển khai thực hiện toàn diện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của điều lệ đảng và thường xuyên tăng cường công tác giám sát địa bàn nắm bắt được những vấn đề ở các tổ chức đảng trực thuộc. Quý 2 năm 2024, Ủy ban kiểm tra thành ủy tiếp tục quán trị các văn bản mới của đảng về kiểm tra giám sát, tiếp tục thực hiện kiểm tra giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 20 cá nhân thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý, thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên của ủy ban kiểm tra đảng ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và của cấp ủy giao. Trong tuần, ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức lễ ra mắt thí điểm mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt tại hai tuyến đường Trưng Nữ Dương và Phan Đình Phùng, phường Châu Phú B. Mô hình được triển khai thực hiện với sự phối hợp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Việt Tinh Băng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Diễn thông An Giang, VNPT An Giang các đơn vị hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng khách sạn cửa hàng điện máy trên hai tuyến đường trưng nữ dương và phan đình phùng cài đặt mở tài khoản miễn phí và thao tác trong việc thanh toán không dùng tiền mặt khi người dân đến mua hàng tại các cơ sở này thông qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, quét mã thanh toán QR. Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng và triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố, qua đó nhằm giúp cho các doanh nghiệp cửa hàng và người tiêu dùng thanh toán hàng hóa dịch vụ một cách nhanh chóng, thuận lợi và an toàn hơn. Trong tuần Quỹ ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Châu tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Châu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ ban hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Vĩnh Châu đã chủ động sáng tạo xây dựng chương trình hành động, giải pháp thiết thực cụ thể, thực hiện quỹ nghĩa tình biên giới hải đảo, quỹ ống heo giúp bạn, tổ chức phát 500 phần quà 30 thẻ bảo hiểm y tế, sửa chữa và cất mới 5 nhà nhân ái, trồng trên 2.500 cây xanh tạo bóng mát, phát quang bê tông hóa sân trường. Nhiệm kỳ 2024-2029 với khẩu hiệu tuổi trẻ Vĩnh Châu tình nguyện đoàn kết phát triển đổi mới. Hội tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức hội dưỡng mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần. Phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, dường lên trong cuộc sống phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là trong hội nhập quốc tế chuyển đổi số quốc gia góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc trong tuần, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong xã hội. Tính đến nay, đạt 67% chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, triển khai thực hiện hiệu quả các khâu đột phá cho nhiệm vụ trọng tâm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên có nhiều đổi mới sáng tạo và làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo tốt đời sống hội viên để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cả nhiệm kỳ hội liên hiệp phụ nữ phường núi sam tiếp tục tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước ra soát phát triển thêm hội viên tạo lực lượng nồng cốt qua đó nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên trong quá trình phát triển kinh tế gia đình phụ nữ khởi nghiệp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng đảng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh trong tuần phòng giáo dục và đào tạo thành phố châu đốc tổ chức lễ trao quà thực hiện dự án mang mùa hè đến cho em theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc đã trao tặng 130 phần quà cho các em học sinh ở các trường tiểu học, trung học cơ sở. Mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng, đồng thời trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí được trao quà trên 60 triệu đồng từ nguồn của các mạnh thường quân đóng góp. Qua đó, các em có thêm nghị lực dương lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đây là bài phát biểu bế mạc tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 ngày 10 tháng 5 năm 2022. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết của hội nghị. Tổng Bí thư nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng chủ yếu về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11, tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai. Hội nghị đã đi sâu phân tích đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp chủ trương định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa pháp luật chính sách về đất đai trước hết là sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay. Đặc biệt là những hạn chế yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, hỗ trợ bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, chính sách tài chính đất đai và xác định giá đất, chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh, đất dành cho việc thờ tự, tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa địa, quản lý nhà nước về đất đai. Trung ương nhấn mạnh trong quá trình tổ chức thực hiện cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, phát huy vai trò giám sát của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân để tạo sự đồng thuận, đưa chính sách pháp luật về đất đai thực sự đi vào cuộc sống. Về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn nữa về vị trí, vai trò chiến lược của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh bền vững kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp nông dân nông thôn, phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng miền gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bình vững với quá trình đô thị hóa theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương năm khóa 9, tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tiếp tục khẳng định vị trí vai trò và những kết quả quan trọng đã đạt được của kinh tế tập thể trong suốt 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9, đồng thời chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Trong thời gian tới, phải tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này về phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với yêu cầu tính chất của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta về đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hội nghị đã thảo luận sôi nổi tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc từ cơ sở xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín, lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 như đã đề ra, cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức, đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý cần tạo môi trường để đảng viên rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị tính tiên phong gương mẫu thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng và lời thề của đảng viên khi vào đảng phát huy thật tốt dân chủ trong đảng và trong xã hội tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng và rèn luyện đảng viên coi trọng chất lượng phát triển đảng viên chú trọng hơn nữa đến việc rèn luyện bồi dưỡng quần chúng đối tượng cảm tình đảng Trước khi vào đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú không chỉ về năng lực công tác mà phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức lối sống, có động cơ trong sáng, giới phương châm quý hộ tinh, bất quý hồ đa. Thường xuyên ra soát sàng lọc, kịp thời và kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Về báo cáo kết quả kiểm điểm từ phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số nội dung khác Ban chấp hành Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm gương mẫu của Bộ Chính trị Ban Bí thư và hoàn toàn đồng tình nhất trí cao với báo cáo, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công của năm 2021. Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nghiêm túc tổ chức hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn như nêu trong đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa hiệu lực hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta theo đúng tinh thần trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt an ninh phi truyền thống với an ninh con người Việc phân biệt an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống chủ yếu là để các nhà quản lý, các nhà quản trị lĩnh vực an ninh tìm ra phương thức đấu tranh hiệu quả nhất, bảo đảm an ninh quốc gia và an ninh con người, phục vụ người dân nước mình. Khái niệm an ninh phi truyền thống đã được nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc từ ngày 1 tháng 11 năm 2002 cụm từ an ninh phi truyền thống chính thức xuất hiện trong tuyên bố chung ASEAN Trung Quốc về hợp tác trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Nhiều ý kiến cho rằng an ninh phi truyền thống không phải là an ninh quân sự mà là an ninh tổng hợp, bao gồm các mối đe dọa đến an ninh con người và xã hội, một cách toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái về an ninh phi truyền thống người ta căn cứ vào chủ thể gây ra hành động để phân chia ra hai nhóm nhóm hiện tượng tự nhiên và xã hội gây bất lợi đến xã hội như hiệu ứng nhà kính biến đổi khí hậu thiên tai dịch bệnh truyền nhiễm ô nhiễm môi trường cạn kiệt tài nguyên khoáng sản di cư bất hợp pháp tương ứng với từng lĩnh vực an ninh trọng yếu như an ninh môi trường an ninh kinh tế an ninh lương thực an ninh nguồn nước an ninh dân số và nhóm thứ hai về các hành vi tiêu cực phạm pháp do cá nhân hoặc pháp nhân tổ chức thực hiện ảnh hưởng bất lợi đến xã hội như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền cướp biển, buôn bán trái phép chất ma túy, mua bán người vũ khí. Tội phạm công nghệ cao. Nhóm thứ hai được coi là đối tượng phạm tội kẻ giấu mặt mà chúng ta cần lưu tâm. Việc bàn thảo lý luận an ninh truyền thống hay an ninh phi truyền thống không chỉ là chuyện của các nhà làm luật, của các nhà quản lý, các nhà quản trị lĩnh vực an ninh trật tự. Vấn đề an ninh phi truyền thống và các vụ án thuộc an ninh phi truyền thống gây ra đã và đang đe dọa cuộc sống hàng ngày của người dân nên tất cả chúng ta cũng phải hiểu nó để chủ động chống đỡ. Hiện nay tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản, khủng bố tinh thần của người dân cho nên cả người dân cũng phải chủ động vào cuộc, nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm để bảo vệ chính mình. Xin kể đến một hình thức quy động vốn của các doanh nghiệp để nhìn rõ hơn về các vụ việc liên quan đến an ninh phi truyền thống. Đó là hiện tượng các doanh nghiệp quy động vốn theo hình thức hợp tác kinh doanh với các cá nhân thông qua một hợp đồng kinh tế được nhà nước cho phép. Do được thông báo hợp đồng được trả lại suất gấp đôi gấp 3 lần ngân hàng cho nên nhiều người ùa vào gấp vốn. Người ít thì dài 3 triệu, dài chục triệu, người nhiều thì hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Ham lãi cao, nhiều người rút sổ tiết kiệm, nhiều người thậm chí còn dây lãi góp vào công ty để kinh doanh. Hậu quả là sau vài năm khi dòng quay trả lãi không đủ trả lợi nhuận cho người góp vốn, các doanh nghiệp chây y lãnh đạo trốn biệt. Người dân làm đơn ra cơ quan bảo vệ pháp luật đề nghị can thiệp thì được trả lời không có dấu hiệu tội phạm hình sự bởi giữa doanh nghiệp và người cho dây có hợp đồng đúng pháp luật cho nên chỉ còn cách kiện ra tòa án. Câu chuyện thứ ba là tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng mạo danh cơ quan công an, tòa án hoặc diện kiểm sát gọi điện cho người dân đe dọa liên quan vụ án hình sự lừa dối khủng bố tinh thần, buộc người nghe chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt. Khi người dân hiểu ra sự thật thì tiền đã mất. Nhiều kẻ lừa đảo còn dùng hình thức gọi điện thoại, giờ thông báo cho người nghe lĩnh thưởng, tìm cách chiếm đoạt tài khoản ngân hàng cùng mật khẩu OTP, rồi ăn cướp tiền ngay trong tài khoản của nạn nhân. Mất tiền rồi, người dân mới đi báo công an thì đã quá muộn, thủ phạm đã biến mất. Tội phạm kiểu này luôn giấu mặt với rất nhiều thủ đoạn. Đó là chưa kể tới các vụ án lừa đảo qua mạng xã hội với mục đích mua bán người. Trong đó có mua bán trẻ em, bán người lao động qua biên giới đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề đối với nạn nhân. Tất cả vụ việc vừa dẫn ra ở trên đều liên quan tội phạm an ninh phi truyền thống. Hậu quả nặng nề của nó phủ những đám mây mù không bình yên trong cuộc sống của người dân. Tội phạm sử dụng công nghệ cao với những thủ đoạn tinh vi nguy hiểm khiến nhiều người dân có cảm giác luôn bị đe dọa. An ninh con người như thế rõ ràng là chưa được bảo đảm. Vậy chúng ta đặt câu hỏi, làm thế nào để người dân không bị tội phạm an ninh phi truyền thống lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đưa vào bẫy nợ, bẫy gấp vốn kinh doanh? Theo chúng tôi, trả lời câu hỏi ấy trước hết là chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật các cấp. Nhu cầu được sống bình yên, được sống trong hành lang pháp luật rõ ràng, minh bạch, không bị tổn thương, không bị lừa đảo là một nhu cầu chính đáng. Khi an ninh con người không được bảo đảm trách nhiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước, trong xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, nhất là phát triển mạng xã hội như hiện nay, cũng như xu thế hội nhập toàn cầu, trước hết người dân phải tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, tri thức, từ đó cảnh giác giới tội phạm để tự bảo vệ mình. Những năm qua và hiện nay, tội phạm tiếp tục lợi dụng sự thiếu hiểu biết ở các khu vực miền núi nông thôn, dùng trũng, thông tin để thực hiện hành vi phạm tội, Điều quan trọng hơn cả là cần tăng cường trách nhiệm đổi mới cách làm của các cấp có thẩm quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải vừa nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện hành lang pháp luật cởi mở chặt chẽ rõ ràng vừa phải theo dõi tổng kết những chiêu thức lợi dụng kẻ hở pháp luật giải thích sai luật để có biện pháp hoàn thiện pháp luật không để người dân bị cuốn vào ma trận cạm bẫy lừa đảo của tội phạm Thêm vào đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm an ninh phi truyền thống. Công tác này cần phải thường xuyên và đổi mới. Ưu tiên tuyên truyền hướng dẫn ở các vùng xa, vùng sâu vì tội phạm sử dụng công nghệ cao rất dễ phụ sống để lừa đảo. Cần quy động lực lượng công an xã ở cơ sở, lực lượng bảo vệ trật tự an ninh ở cơ sở, đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cảnh giác với tội phạm, nhất là biện pháp tuyên truyền hướng dẫn đặc thù trực tiếp để người dân hiểu rõ bảo vệ mình, phòng chống tội phạm hiệu quả. thưa quý vị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 những năm qua thành quỹ quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị quỹ ban nhân dân phường xã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo dự án thuộc chương trình đặc biệt là dự án hỗ trợ sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản từ đó tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm dần qua từng năm Đến cuối năm 2023, thành phố Châu Đốc giảm hộ nghèo 0%, phân đấu đến cuối năm 2024, giảm hộ cận nghèo 0%. Những năm qua, thành phố Châu Đốc đã dành một nguồn lực để đầu tư hỗ trợ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng phát triển kinh tế xã hội được triển khai hiệu quả. Cụ thể, trong quý 1 năm 2024, thành phố Châu Đốc đã thực hiện chi trợ cấp, thăm hỏi, hỗ trợ Tết cho người có công với cách mạng cho các hộ nghèo kịp thời và đầy đủ. Chi trả trợ cấp cho 4.088 lượt người, số tiền trên 4,7 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ các chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội, theo định mức quy định cho 15.614 lượt người, số tiền trên 8,8 tỷ đồng, thăm hỏi tặng quà Tết cho 142 hộ cận nghèo và 226 hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ chính sách cho hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn trên 1,3 tỷ đồng cấp 534 thẻ bảo hiểm y tế cho 142 hộ cận nghèo từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương với số tiền trên 114 triệu đồng. Từ nguồn vốn quỹ thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã cho gia giải quyết việc làm là 125 hộ ở các phường xã với số tiền 5,497 tỷ đồng. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững năm 2024, thành phố Châu Đốc đã và dạ đang phân công trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền phụ trách địa bàn theo dõi chỉ đạo công tác giảm nghèo nhất là định hướng giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, chú trọng gắn kết công tác giảm nghèo với mục tiêu xây dựng đô thị văn minh. Cùng với đó là tăng cường quy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình nhằm tạo sinh kế cho người nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đều tiếp cận được nguồn vốn dai khi có nhu cầu cho vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Các cơ quan đơn vị địa phương cụ thể hóa chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo thành chương trình kế hoạch phù hợp với tình hình đơn vị điều kiện kinh tế xã hội tại địa phương, lồng ghép và gắn giới các chương trình phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố, các chính sách dự án, tiểu dự án về giảm nghèo bền vững được các đơn vị, quỹ ban nhân dân các phường xã tập trung thực hiện góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2024, các cấp quỹ tổ chức đảng, chính quyền thành phố Châu Đốc đã và đang tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với nội dung tiêu chí cụ thể, tránh hình thức lãng phí, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay chăm lo người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Châu Đốc trong việc triển khai thực hiện các phong trào, nhất là cuộc vận động ngày vì người nghèo, thắng hành động vì người nghèo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, hạn chế tái nghèo của thành phố tăng cường vai trò lãnh đạo tiên phong của cấp quỹ, phân công đảng viên cán bộ tham gia giúp đỡ cộng đồng nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, kịp thời phát hiện tung dinh khen thưởng, động viên những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho công tác giảm nghèo và những gương sáng thoát nghèo điển hình tiêu biểu trong cộng đồng. Năm 2024, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động ủng hộ quỹ nhiên người nghèo, quy động sự giao cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của các cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong công tác chăm lo cho người nghèo. Các hoạt động an sinh xã hội hướng tới người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội đã và đang góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ thường xuyên ra sót nắm chắc điều kiện hoàn cảnh của người dân ở địa bàn dân cư. Những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đó có biện pháp giúp đỡ kịp thời Cùng với đó, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh sẽ được các cấp ngành tổ chức chính trị xã hội phấn đấu thực hiện đảm bảo hiệu quả thiết thực. Trong thời gian tới, thành phố Châu Đốc tiếp tục dành sự quan tâm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, với trọng tâm là thực hiện tốt việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 và các năm tiếp theo. Tích cực xã hội hóa việc quy động các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo. Tạo thành phong trào sâu rộng thu hút và động viên sự tham gia ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các ngành các cấp các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội hỗ trợ người nghèo, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội để giảm nghèo bền vững, đa dạng các hình thức truyền thông về giảm nghèo để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo. Biểu dương, tuyên truyền, phổ biến các mô hình điển hình giảm nghèo có hiệu quả để nhân rộng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo tạo sức vật mới thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và xây dựng thành phố châu đốc ngày càng phát triển giàu đẹp. quý vị và các bạn vừa nghe bài nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững năm 2024. thưa quý vị thành phố châu đốc là thành phố du lịch hàng năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến địa phương đi kèm theo đó là phát triển các dịch vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm ăn uống trên địa bàn thành phố châu đốc hiện có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tiết trời nóng ẩm trong mùa hè là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn virus phát triển mạnh và là nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thức ăn di sinh vật quá chất thực phẩm chứa chất độc tố tự nhiên chưa được kiểm soát nguy cơ ngộ độc cao nhất là từ thức ăn có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu đạm như cá, hải sản, gà rán nếu không được chế biến kỹ, nấu xong không ăn hoặc sau khi ăn bảo quản không cẩn thận thì nguy cơ gây ngộ độc là rất cao. Nguyên tắc phòng ngừa để đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng, cục an toàn thực phẩm đã đưa ra các lưu ý. Người tiêu dùng cần lựa chọn mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mát ở những cửa hàng cố định. Khi chế biến thực phẩm cần bảo đảm vệ sinh tay, vệ sinh dụng cụ ăn uống, đối với việc bảo quản thực phẩm bằng tủ lạnh phải chú ý cả hai mặt lợi và hại của chiếc tủ lạnh cục an toàn thực phẩm lưu ý tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm sự biến chất của thực phẩm hạn chế sự sinh sôi và phát triển của chi sinh vật do cơ chế giảm nhiệt độ và độ ẩm vì thế nếu dự trữ quá nhiều thực phẩm không khí lạnh không lưu thông được sẽ làm thực phẩm nhanh hỏng hơn ngoài ra người tiêu dùng cần sơ chế thực phẩm trước khi bảo quản trong tủ lạnh không để thực phẩm chính chung với thực phẩm sống vì dễ bị lây nhiễm chéo, làm gia tăng ô nhiễm thực phẩm. Như vậy, để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc và bệnh truyền qua thực phẩm, thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản, trách nhiệm trong bảo quản an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, cũng như cách bảo quản thực phẩm. Bên cạnh đó, người sản xuất, người trực tiếp kinh doanh thực phẩm, kinh doanh mặt hàng ăn uống, phải có trách nhiệm đạo đức cao trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, để góp phần phòng tránh hiệu quả ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho cả cộng đồng. 10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn. 1. Chọn thực phẩm an toàn. 2. Nấu kỹ thức ăn. 3. Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín. 4. Bảo quản cẩn thận thực phẩm đã nấu chín. 5. Đun kỹ lại thực phẩm trước khi ăn. 6. Không để lẫn thực phẩm sống và chín. 7. Luôn giữ tay chế biến thực phẩm sạch sẽ. 8. Giữ bề mặt chế biến, bếp luôn khô ráo sạch sẽ. 9. Bảo vệ thực phẩm khỏi các loài côn trùng, loài gặm nhấm và các loài động vật khác. 10. Sử dụng nguồn nước sạch vì sức khỏe của chính bạn và cộng đồng để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thì người tiêu dùng cần nắm được những kiến thức cơ bản về giữ gìn vệ sinh cũng như cách bảo quản thực phẩm bên cạnh đó trách nhiệm đạo đức cũng được đặt ra với những người sản xuất người trực tiếp kinh doanh mặt hàng ăn uống kinh doanh sản phẩm sạch đảm bảo vệ sinh thực phẩm là góp phần phòng tránh ngộ độc quý vị và các bạn vừa nghe bài tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2024, Ban chấp hành Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản, hoàn thành những nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của phường Vĩnh Mỹ có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình cung ứng hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Nam sông Hậu ổn định. Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp với những mặt hàng truyền thống của địa phương như khô, mắm, cá trà phòng tiếp tục duy trì phát triển. Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định. Tổng diện tích sản xuất lúa là 102,2 ha, diện tích đất trồng giường 54,2 ha, chủ yếu là xoài và mít. Sản lượng tiêu thụ chủ yếu là thương lái, tiểu thủ đến tận vườn thu mua, không có tình trạng ủng ứ nông sản. Chăn nuôi thực hiện giám sát dịch bệnh trên gia súc gia cầm và tiêm phòng lỡ mồm long móng cho bò, ngừa cúm gia cầm cho gà, đồng thời theo dõi biến động số lượng gia súc gia cầm trên địa bàn. Tổng thu được 16.795 triệu đồng, đạt 196% so dự toán. Công tác giáo dục đào tạo, các trường tổ chức dạy và học theo quy định, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3, số mùa chữ đạt mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, chế độ khám bảo hiểm y tế trong nhân dân được thực hiện tốt. Công tác khám chữa bệnh và y học cổ truyền ngày càng được nâng cao. Công tác an sinh xã hội, địa phương đã tổ chức thăm hỏi tặng quà chúc Tết 20 gia đình chính sách. Tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác quốc phòng địa phương được quan tâm. Các chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt, thực hiện giao 20 trên 20 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu trên giao công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tốt, trình tự thủ tục hành chính được niêm yết công khai, hồ sơ giải quyết nhanh chóng không để tồn động kéo dài. Kết quả đã tiếp nhận giải quyết và trao trả 793 hồ sơ, trong đó chứng thực bản sao điện tử 3 hồ sơ, chứng thực bản sao từ bản chính 285 hồ sơ, hộ tịch 249 hồ sơ, chứng thực chữ ký 34 hồ sơ, việc làm 222 hồ sơ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng và công tác vận động quần chúng luôn được tăng cường thực hiện đúng quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng điều hành theo quy chế kế hoạch công tác thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sinh hoạt chuyên đề chi bộ bốn tốt đảng quỹ thường xuyên chỉ đạo ra soát tạo nguồn phát triển đảng viên mới chú trọng các bộ trẻ đoàn viên hội viên trẻ có trình độ năng lực và nhiệt quyết công tác dân vận luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổ chức thăm hỏi tặng 450 phần quà cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, lực lượng vũ trang. Với những kết quả nổi bật trong 3 tháng đầu năm 2024, 9 tháng cuối năm 2024, Đảng quỹ phường Vĩnh Mỹ tiếp tục vận động xã hội hóa, góp phần thực hiện chăm lo cho gia đình chính sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ tiêu giao, phối hợp đoàn thể vận động mở các lớp nghề cho lao động nông thôn đạt 100 lao động theo chỉ tiêu nghị quyết tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường tuyên truyền về các phương thức hoạt động của các loại tội phạm, tiếp tục thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn phường. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vào các ngày cao điểm lễ hội dí bà cho xứ núi Sam năm 2024 chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên tăng cường nắm bắt dư luận xã hội nhất là thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức để kịp thời uốn nắn xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Xin kính chào, tạm biệt.